Tiếp tục hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 12 năm 2024 của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, vào sáng nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng sông Vàm tỉnh Long An. Đến dự có Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Hạnh. Sự kiện thu hút hơn 1.000 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua đó tăng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, người hiến máu thường xuyên, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu dự báo có thể xảy ra trong dịp hè 2024. Tôi mới biết cái chương trình này là do ở địa phương, ở Hội chữ thập đỏ xã cho tôi hay, hai vợ chồng tôi tới đây tôi hiến máu. Lần này nữa là tôi hiến là lần thứ 34. Tôi quyết định hiến tại vì mình không có tài chính thì mình bây giờ mình có sức khỏe thì mình cống hiến được sức khỏe mình thì cống hiến chứ không có gì hết. Tổ chức tuyên truyền những băng rôn qua loa phóng thanh, thông tin lưu động để nhằm thu hút được đông đảo tình nguyện viên, huy động lực lượng là thanh niên, tình nguyện viên của các cơ quan ban ngành và nhân dân ở khu vực thành phố Tân An đến đây với cái mục tiêu là ngày hôm nay chúng tôi sẽ hiến máu được 800 đơn vị máu. Theo đó, ngày hội đặt ra mục tiêu tiếp nhận tối thiểu từ 700 đến 800 đơn vị máu với thể tích 350ml trên một đơn vị trong ngày khai mạc. Tại tỉnh Long An, những năm gần đây đều tiếp nhận được từ 5.000 đến 10.000 đơn vị máu một năm. Qua hơn 20 năm triển khai cuộc vận động hiến máu tình nguyện, toàn tỉnh đã huy động, đã tiếp nhận hơn 45.000 đơn vị máu. Trước đó, các đại biểu tình nguyện viên đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An.